Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thăm cái thế giới cá cảnh của Ali ha. Ngoài cá lóc ra thì cũng có số một số bạn rất là đặc biệt luôn. Ali, hello em. Hello Ali. Hello chưa? Cả. Ok, chào mọi người, đây là Ali ha. Và muốn am hiểu tốt về nó thì phải tìm hiểu rất là sâu. Thực chất là Ali cũng không biết hết được tất cả các dòng hiện tại bây giờ nữa. À, nhiêu đây chắc trên bảng này cũng chưa đủ đúng không? Dạ, này đúng tượng trưng một số loài thôi đúng không? Nó rất ít, có con nào mà nó lên 7 nhiều như vậy. Red Bagito thì cái dòng vảy rồng này thì nó chia làm hai, một là màu vàng, hai là màu đỏ. Của Indo anh. Indo. Dạ đúng rồi. Thì cái tên Maru là cái tên đặc trưng của tất cả các dòng vảy rồng luôn. Rất là nhiều cái để cho chúng ta có thể tìm hiểu khám phá ha. Mới chơi á thì nên chơi nhất là cái dòng yellow. Đây cái giá của nó là cái giá nó cũng rất là mềm. Cái đó là cái hồ này là cái hồ em chơi. À, em để em chơi cá chơi. Của em. Dạ. Nó ngộ ha. Cái đúng rồi, cái cầm nó sang nó săn mồi mà phải nói là cực kỳ tốc độ. Tai tượng châu Phi. Tai tượng châu Phi. Dạ. Nó màu cam cam trắng trắng ha. Rất là đẹp luôn, rất là nổi bật luôn. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, buổi sáng ngày hôm nay mình tới thăm cái thế giới cá cảnh của Ali ha. Thì ở đây Ali là chuyên về cá lóc ha. Rất là nhiều bạn đẹp. Ngoài cá lóc ra thì cũng có một số bạn rất là đặc biệt luôn. Hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn coi ha. Ali, hello em. Hello Ali. Ok, chào mọi người. Đây là Ali ha. Chủ cái shop cá ở đây thì chuyên là cá lóc. Ok em, cá là anh không rành lắm mà em có thể giới thiệu với mọi người giùm anh chút. Hello, chào mọi người, mình là Ly. Mình thì chuyên về những cái lóc cảnh, những cái mặt hàng ở trên cái banner này mọi người đang thấy á. Nó cũng đa dạng cái mọt của em ha. Dạ đúng rồi, nó thực chất là lóc này nó rất là nhiều loài, rất là nhiều chủng loại luôn. Thì nói chung ra thì nếu mà muốn am hiểu thực tốt về nó thì phải tìm hiểu rất là sâu. Thực chất là Lì cũng không biết hết được tất cả các dòng hiện tại bây giờ nữa. Thì mình vừa làm thì mình vừa tìm hiểu thêm thôi. Hay quá. Dạ. Anh thấy quá trời loại luôn chắc. Nhưng mà nhiêu đây chắc trên bảng này cũng chưa đủ đúng không? Dạ, đúng tượng trưng một số loài thôi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Cái này thì chỉ là mà tượng trưng thôi, nó chỉ là tượng trưng thôi. Cái này thì chỉ một số loài là hiện tại là cơ bản nhất đó. Cơ bản nhất thôi. Dạ đúng rồi. Còn nhiều con đẹp. Ồ cái bảng này anh thấy trong hồ có nè đúng không? Dạ đúng rồi. Bảng đỏ nè, để anh lát quay cho bà coi. Dạ đa phần ở trên đây là em có hết. Đa phần những dòng ở trên cái banner này là em có. À. Dạ. Cái chana này là cái tên của cái dòng cá này hay sao? Dạ đúng rồi, cái chana là cái tên đặc trưng của cái dòng cá lóc anh. À. Nó cái dòng cá lóc là nó kêu chana là người ta biết đến cá lóc. À. Dạ. Ở đây cá lóc mình là nhập hết chứ hay là? Dạ đúng rồi anh. Tất cả cái dòng cá bên đây là em nhập hết. Cái nguồn gốc của nó là từ đâu ta? Dạ thì Indo với lại Ấn Độ rồi Myanmar thì ba cái nguồn đó là ba nguồn chính. À là nó chung với cái dòng cá lóc Việt Nam mình nhưng mà nó là một cái nhánh khác. Dạ đúng, đúng rồi nó cá lóc mình nó vẫn là chana. À. Nó vẫn là chana nhưng mà nó thuộc là cái nhánh khác. Ok hay quá. Dạ mỗi nước nó sẽ có một cái dòng riêng biệt của nó. Đẹp quá. Thì cá lóc là cái dòng cá săn mồi hả? Dạ đúng rồi, cá săn mồi anh. Cá săn mồi. Rất là nói chung là hiện nay mọi người rất là thích cũng là yêu thích cái dòng cá săn mồi ha các bạn ha. Cái dòng cá săn mồi nó hấp dẫn ở điểm nào ta? Dạ thì nó thì có thể em sẽ để cho anh xem. Thì okay. Cá săn mồi thì nếu mà các bạn chơi cá thì chắc sẽ quen với lại những cái cách mà săn mồi của nó. Thì chơi cái đặc biệt của cá lóc này thì nó rất là quấn chủ ha mọi người. Nó thí dụ như các bạn mà thí dụ nuôi một con cá này mà về thì nó nhìn thấy mình nó cứ lăn xăng. Thì đó là cái đặc điểm mà rất là thu hút của cá lóc. Nói chung nó lanh đúng không? Dạ, năng động đúng không? Dạ đúng rồi, nó rất là nhanh, nó rất là lanh luôn. Thì cái bé này là cái bé Yellow Centaurum á mọi người. Yellow Centaurum thì cái size này cái size tầm khoảng 30 thôi nhưng mà bé này thì lì order cũng rất là lâu rồi mới có được. Tại vì cái size này á thì cái dòng này là cái dòng vảy rồng nên là mình chơi theo nó là mình sẽ đánh giá theo cái vảy trắng trên người của nó. À. Nào mọi người xem. Đấy, thì cái size này, thực sự cái size này thì nó rất là ít vảy. Nhưng mà cái con này là do lì đặt á. Nên là cũng nó cái vảy trên người thân nó rất là nhiều rồi. Cái size này thì, nếu mà cái size này thì đúng cái size này luôn á. Thì nó rất ít, có con nào mà nó lên vảy nhiều như vậy. À, lớn hơn thì nó vảy nhiều hơn. Dạ đúng rồi, lớn hơn thì nó vảy nhiều hơn. Nhưng mà nó càng bé, nó càng nhiều vảy thì cái con đó sẽ tốt, đẹp hơn. Coi như là xịn, coi như là có cái bộ gen xịn. Dạ đúng rồi. Sẽ giá trị cao. Dạ đúng rồi. Cái này là dòng yellow nha mọi người, còn dưới đây là dòng red, dòng này là dòng red bagito.
Thì cái dòng này thì nó, cái đặc điểm của mọi người thì cái dòng vảy rồng này thì nó chia làm hai, một là màu vàng, hai là màu đỏ. À. Thì cái dòng này là cái dòng màu đỏ. Đỏ. Ở trên là vàng. Dạ đúng rồi. Cái con mình vừa quay là cái con nó con màu vàng. Nhưng mà cái con này thì nó lại không đẹp bằng cái con trên. À. Tại vì nó to hơn nhưng mà vảy nó lại ít thôi. À. Dạ. Coi như tố chất nó dạ, đúng nó rồi. Không bằng con trên. Dạ đúng rồi. Cái này gốc nó ở đâu em? Cái này là của Indo anh. Indo. Dạ đúng rồi. Cái này nguồn gốc Indo. Cái dòng đặc của nó là Maru. Thì cái tên Maru là cái tên đặc trưng của tất cả các dòng vảy rồng luôn. À. Những cái dòng mà nó lên vảy là mọi người thường gọi nó là Maru. Maru. Dạ đúng rồi. À. Hay ha. Mỗi một cái loài các bạn nó phải nói là rất là nhiều cái để cho chúng ta có thể tìm hiểu khám phá ha. Nếu mà sơ sơ bên ngoài thì anh em nào mà chơi cá săn mồi thì chắc chắn là biết cái dòng cá lóc, tại vì nó khá là đặc trưng đúng không, nó khá là đặc biệt đó. Nhưng mà có nhiều người mà chưa có biết thì nghe tới cá lóc mà nuôi kiển nhiều khi cũng hơi, dạ, hơi thấy ngộ ngộ. Dạ đúng rồi. Thì cũng có rất nhiều người mà chạy đi ngang đây chạy vô nó, ủa cá lóc mà cũng nuôi kiển được hả? nhưng mà tại vì cái dòng này thực chất là hiện tại bây giờ là nó cũng đang phổ biến dần đến mọi người anh. Đúng rồi. Dạ. Anh cũng từ lúc mà anh chơi anh cũng có tìm hiểu sơ sơ đồ này nọ thứ thì anh thấy nó đó như trên đây nè, rất là nhiều màu sắc, nó đa dạng rất là đẹp luôn. Cộng với cái tính cách của nó lanh, anh nói chung anh nuôi gu thì anh cũng thích lựa những cái con nào lanh. Dạ. Cái dòng nào mà nó có cái cá tính nó lanh á, chứ dạ. Còn nó đừ đừ quá thì cũng không đã. Dạ đúng rồi. Em có thể giới thiệu cho mọi người ví dụ như bây giờ muốn chơi thì từ thấp lên cao rồi cái dòng nào sao không? Dạ đúng, nếu mà thực sự cái nếu mà một người mà mới chơi á thì em suy nghĩ là cái dòng mình nên chơi nhất là cái dòng yellow. Tại cái giá của nó là cái giá nó cũng rất là mềm. Tại vì nó cũng tầm khoảng 300 con thôi. 300 con. Dạ. Là size nào em? Dạ size khoảng 10 tới 12. Dạ thì cái nếu mà tập chơi thì mình chơi cái dòng đó. À. Nhưng cái điều quan trọng mà chú ý nhất là khi chơi lóc là các bạn phải có nắp. Đúng rồi, nãy anh tính hỏi á, ở sao chuồng nào cũng có nắp á. Cái lý điều do tại sao em? Dạ, cái lý do của cái vấn đề này là lóc nó cực kỳ hay nhảy. À. Dạ, nó rất là nhảy. Nếu mà không có nắp này là tối mình ngủ vậy, nó nhảy ra ngoài luôn. Ồ. Có nhiều lúc mà em đậy như vậy á, em đậy mà nó vẫn nhảy được. Vẫn nhảy được luôn hả? Dạ. Mặt đó, dưới người ta. Dạ đúng rồi. Nó tung luôn á, nó tung ra luôn á. Cái này cũng nói chung là thứ nhất là cái tiết diện nó rất là to ha, và nó cũng không nhẹ ha. Dạ. Không, chứ cách em chỉ để vậy thôi, tại vì bây giờ là em buổi sáng mà tối trước khi em ngủ lại phải lấy đồ dằn. Em dằn lại. Ờ có dằn lại đúng không được. Đó, như giống như tối là em mới phải dằn lại. Cái này là để dằn lại nè các bạn. Dạ, không là nó tung ra luôn á. Dạ đúng rồi. Công nhận mấy anh này khỏe quá. Rồi thì, còn lưu ý gì nữa em? Dạ cái đó là cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai là khi mà nuôi cá này á thì mình không cần phải lọc rất là nhiều. Đó, cái đó là một cái lợi thế của lóc. À. Ví dụ như là lóc này thì nó sẽ là thở trên mặt nước. Thở trên mặt nước. Dạ đúng rồi. Nó thở qua phổi anh. À. Dạ. Thì nên là nếu mà có không có oxy hay là gì đó vẫn tốt. À. Ví dụ như cúp điện đi, nó cúp điện thì nó vẫn sống được, nó không phải là như những cái dòng săn mồi này. À. Nhưng mà cúp điện là mình phải lo mệt luôn á. Dạ đúng rồi. Thì cái dòng lóc này thì là cái ưu điểm nó là như vậy. Cái anh thấy mấy người chơi cá khác á, nhiều khi coi như sụp đổ luôn, đau lòng. Tối dạ, cúp điện cái sáng mai trời ơi. Dạ đúng rồi, nó làm mệt luôn. Còn cái vấn đề mà lọc á, lọc này thì nó thực tế là nó làm cho cái hệ vi sinh ở trong hồ nó tốt. À. Nước nó đẹp. À. Dạ. Chứ nó không có gọi là điều kiện về nước của nó không quá khắc khe. Dạ đúng rồi. Tại vì dòng lóc mà anh cũng biết rồi, dòng lóc thì nó sống thì cái nước thì không có cần quá sạch. Đúng rồi. Anh thấy dạ. Chống bùn, chống đồ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ở đây nè thì có thể là mà mình mọi người có thể thiết kế theo cái phong cách mà biotope. Ồ, đấy đẹp quá bạn. Cái hồ này là thời lúc đầu là lì có chạy lọc, nhưng mà thời gian sau là lì tắt luôn. Tắt luôn. Dạ. Đó cái lọc đó bây giờ em tắt luôn, để em để à. Em ra kẹt bây giờ em tắt luôn, em không có nào bạn. Em không có chạy nữa. Cái thiết kế này nhìn nó rất là đẹp hả các bạn ha, nó giống như những cái giống dưới những cái a. Dạ đúng rồi, đúng rồi, là đúng cái môi trường sống của ảnh luôn rồi đó. Nó dạng như biotope anh. Biotope. Rồi có cần đèn đốm gì không em? Dạ đèn cần chứ. Đèn là mục đích cho đẹp hay là cho để điều kiện sống? Dạ cái điều kiện sống của nó, tại để cá nó có thể là nó lên màu tốt hơn. Được. Tại vì có nhiều bạn họ
họ cái điều kiện nuôi họ không phải là ngoài trời như là em à. Họ để trong nhà à. Thì nó, ánh sáng nó không có à. Nhưng mà nói chung là tất cả các loài gì cũng vậy, nó cần phải có ánh sáng để nó hấp thu mà. Cần có nắng mặt trời để dạ, nó hấp thu này nọ thứ dạ, đúng rồi. Hưởng mấy cái tia UV rồi dạ, đúng rồi. Rồi sát đồ này nọ thứ. Đẹp quá, hồ đẹp. Hồ ngắm phê luôn. À, đỡ chói á. Ồ đẹp quá, đúng rồi đó. Okay, đỡ chói đẹp. Em quay riết mà, em quay riết miếng em bị chói chói. Quay riết mà giống biết giống như là ekip đi phụ quay phim luôn dạ, không? Che nắng. Đẩy nắng rồi luôn không? Quá đẹp luôn, không bị chói nắng. Cái cặp đó là cặp anh trao á, đó là cặp đó là cầu vồng mây xanh. Cặp đang quay dạ, á. Dạ cặp đang quay á. Cầu vồng mây xanh á. Đồ nó bung cái bay nó ra đẹp quá các bạn. Ồ đẹp quá. Cá lóc này hình như người Bắc ta gọi cá quả. Dạ đúng rồi, cá quả à. Cái phong trào chơi cá lóc thì hiện tại giờ nó cũng nhiều lắm anh. Nhiều lắm nhiều, dạ. Nó phát triển ở Việt Nam mình được bao lâu rồi ta? Nó có thể là nó tầm khoảng 3 năm thôi 3 nhưng năm. Mà nó đang rộ lên thì cái thời điểm là gần đây thôi à. Em thấy hay quá chứ. Cái hay là nó rất là khỏe mạnh đúng không? Dạ, đúng dễ rồi, chăm sóc khỏe. Ở đây bé mấy bé này em cho bé nó ăn gì vậy? Thì em thì những bé này thì em cho nó ăn sâu dế hay là trùng gì là cái nói chung ra là nó cũng dễ ăn lắm. Ừ. Cái dòng cá lóc này nó cũng thuộc dạng là gọi là ăn tạp mà. Ăn tạp. Dạ đúng rồi. Cái và gì mình cho ăn là mình cho ăn mồi sống hay dạ, là có rồi. Loại cám là cho nó. Dạ có, em có thức ăn ăn riêng dành cho em. À. Dành cho cá lóc. À là mình tự sản xuất luôn. Dạ đúng rồi. Thầy quá lá em giới thiệu với mọi người luôn. À, ví dụ như có một số người ta ngại cho ăn mồi sống á, người ta có thể cho ăn 100% cám cá này luôn không? Dạ tại vì của em là tép, nó tép là dạng tép sấy anh. Ừ. Tép sấy rồi thì nếu mà cái đó là rất là tiện lợi cho mọi người. Ừ. Ví dụ như về là cho cá nó ăn đồ này kia thôi, nên là mình cũng không phải mà ăn cho mùi tươi. Ừ. Không cần cho mùi tươi nữa. Dạ đúng. Ok vậy là quá tuyệt vời. Nó giống như bên bò sát của anh cũng vậy, có một số người chọn những con là ăn chay thôi. Dạ. Người ta không có muốn dạ, dạ. Động chạm vô mồi tươi á thì nó cũng rất là hay luôn. Thì anh cũng có sản xuất cái cám, có những cái loài và ăn mồi tươi anh sẽ sản xuất cái cám tích hợp trong đó luôn, nó dạ. Tiện cho người ta đỡ ngại. Quá hay, quá đẹp. Những cái đèn trên này là đèn chiếu sáng thôi em dạ, hay là rồi. Đèn đèn chức năng? Dạ cái đèn đó là đèn hỗ trợ cho hồ cho nó đẹp thôi chứ. À. Còn nếu mà em nói nuôi trong nhà đó là nó cần phải có những cái đèn chức năng, có dạ. UV là trong đó hả? Dạ cũng không cần thiết lắm anh, nó chỉ cần một cái đèn mà LED thôi, LED bình thường thôi. À. Nó cho nó một ngày mình đánh từ 8 tới 12 tiếng là được. À nói chung nó chỉ cần cái ánh sáng để nó quang hợp dạ, thôi chứ rồi. Nó không có cần những cái tia chức năng dạ, đúng cái UV là trong đó ha. Dạ đúng rồi. Ok em, còn dưới đây là cá con mình dưỡng lên. Dạ đúng rồi, cái bên dưới đây là những cái bầy Yellow Centaurum. Yellow Centaurum à. Ví dụ như cỡ size này là bao nhiêu em? Ví dụ dạ cái cỡ size này nó khoảng tầm khoảng 600-700 một con anh. 600-700. Dạ. Ok. Với lại giữa cái dòng thường với cái dòng cao á thì cái cách chăm sóc nó có khác gì nhau hay là cũng như nhau? Dạ nó cũng như nhau thôi, tức là nó cũng như nhau thôi. Cái dòng thường với dòng cao thì tại vì cái dòng vảy rồng này cái đặc trưng của nó là nó sẽ đánh giá theo cái vảy. Vậy. Thì cái con bé này là em nuôi từ nhỏ lên nè, từ cái size bé. Từ cái size bé. Anh lanh ghê các bạn nè, coi nè. Tấn tay để đâu đi đó nè, đúng là nãy Lì có giới thiệu là cái dòng cá lóc này nó rất là lanh luôn, nó rất là quấn chủ các bạn thấy không? Tấn tay mình di chuyển đâu là anh di chuyển cái đó nè. Lăn xăng. Nếu mà mình nuôi táp luôn nè. Nếu mà mình nuôi từ bé lên thì nó quấn lắm anh. Quấn luôn. Dạ. Dễ thương quá. Cái size này thì thực chất cái size này của con này em đánh giá là nó đang phát triển rất là tốt. Ừ. Từ size bé lên tới size này là khoảng bao nhiêu em mùi? Theo em nuôi thì nó tầm khoảng 7 đến 8 tháng anh. 7 đến 8 tháng à. Dạ. Có những bạn họ nuôi rất là hay. À. Rất là hay, một cái size bé thôi mà họ nuôi có thể là to hơn con em gấp đôi luôn á. À. Nhưng mà do cái cách họ nuôi em cũng có chia sẻ rất là nhiều rồi. Tại vì con cá này nếu mà mình cho nó phát triển nó quá nhanh á, quá nhanh thì nó sẽ không đẹp. À. Nó nhìn nó giống như nó tơ quá, mình dú ép quá. Dạ đúng rồi. Kiểu dạng dú ép quá. Dạ. Ồ bên Eagle One cũng vậy. Nuôi mà quá nhanh là nó không có bung hết được cái tố chất nữa. Xài nhiều lực quá. Ok. Như hiện nay ở cái cửa hàng của mình là em sưu tầm được bao nhiêu dòng rồi? Dạ cũng nhiều lắm anh.
Nhiều lắm hả? Dạ nhiều lắm, nó tầm khoảng cũng mấy chục vòng á. Mấy chục vòng luôn. Dạ. Là các bạn xem có thể quay sơ không? Cái bé này là cái dòng yellow mà zombie á. Zombie hả? Dạ đúng rồi, zombie. Nó là thuộc cái dòng sông Sumatra ở bên Indo á mọi người. À. Sumatra. Dạ. Ồ, bên Sumatra đó cũng có nhiều cái dòng mà dạ, đúng rồi. Bét khác rất là đặc. Dạ đúng rồi, gà, đồ gà đen rồi mấy con đặc độc không á. Cái này cũng vảy rồng luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, nó là dòng vảy rồng luôn. Thì cái bé này cũng đặc biệt hiếm. Hiếm mà. Dạ. Cá lóc mình có cần cái không gian nó rộng không ta? Dạ hay cần là... cho anh, cái đó là cái điều cũng là rất là quan trọng. Để cho con cá nó có thể thoải mái. Ví dụ như cái kích thước của giữa con cá với lại cái chuồng á thì tỷ lệ thì, tỷ lệ là gấp đôi anh. Gấp ví dụ đôi như dạ, ví dụ như con cá mà nó size 40 thì cái tỷ lệ hồ của nó là khoảng 80. 80 dạ. Tối thiểu. Tối thiểu. À. Hay luôn. Còn cái những cái chất nền này là cái gì em? Dạ cái đó là ceramic anh. Cái đó là sạn sạn gốm. Nó để cho con cá có thể giảm chết rất là tốt. Tại vì cái đặc tính của con cá này nó hay chà người á. À. Dạ, để cái đó là để cho nó chà đã hứa. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng chính xác. Và nó giảm chết luôn. Dạ đúng rồi. Thì, coi như là liệu pháp tinh thần ha các bạn ha. Dạ. Và nó vừa giữ cho vi sinh tốt nữa. À. Nó... là cái gốm ta xây nhuyễn ra đó hả? Dạ đúng rồi. Cái đất á. Dạ, đất nung á. Dạ đúng rồi, đúng rồi, chính xác. À, đất nung á. Hay quá. Rất là đơn giản nha các bạn ha, coi như là điều kiện nước thì không quá khắt khe, lọc thì cũng ít nhỏ thôi à, thậm chí là bên hồ này là lì tắt luôn cái lọc đó, không cần quan trọng lắm, đánh một chút đèn ánh sáng cho bé nó quang hợp với nó đẹp, mình ngắm nó cũng đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Và lưu ý là nó có cái nắp ha đó, không có nắp là anh này anh rung cũng chạy. Anh thấy bài trước hồ này em có một bạn bối hả? Dạ đúng rồi, cái đó là cái hồ này là cái hồ em chơi à, em để chơi cá của em. Dạ hồ này có rất là nhiều dòng cá khác nhau ha, để mình đếm là 1 2 3 4 5 6 dòng. Em thì em thích cũng thích cá rồng lắm. À. Em cũng mê cá rồng lắm. Mê cá rồng, em có thể giới thiệu từng thành viên trong cái hồ này cho mọi người với. Dạ thì cái con mà các đang quay đây là con bối blue á mọi người. Thì cái size cái con này thì lì nuôi từ lúc size khoảng 30. 30 cũng khoảng 4 năm. 4 năm rồi. Dạ. Đẹp quá các bạn. Nhưng bữa nay nó cũng cỡ tầm khoảng 60. Đẹp. Thì lúc đó là mới tập chơi mà. Nên là chưa có gành lắm về cái này. À thì cái con này thì nó chưa có lột hết trên cái người của nó. Anh thấy nó có ánh blue dạ, á, ánh blue anh. Nếu đó. Mà nó lột xong hết thì nó sẽ như thế nào ta, nó cũng giống nhưng như mà thực sự dạ đúng rồi, nó sẽ lột trên cái phần lưng của nó anh. À. Cái phần lưng của nó lột. Nhưng mà tới cái size này là thua rồi, size này là hết lột nổi rồi. Hết lột nổi. Dạ đúng rồi, nó già rồi. Ủa cá rồng này mới 4 năm mà già. Không là trước đó nữa anh em. À, em tại vì em nuôi là lúc nó là đã size 30 ba mấy rồi. À em dạ. Nuôi từ size 30 ba mấy rồi. Cái này chắc cỡ 4 mấy hả ta? 60 anh. 60 rồi hả? Dạ, wow. Năm mấy 60 rồi đó. Năm mấy 60 rồi. Ồ, quá đã luôn, bự. Còn bạn này em. Dạ bạn màu vàng này hả? Vàng màu vàng này là Abino, Baku Abino anh. Baku Abino. Dạ đúng rồi, nó là dòng Baku Abino. Cái dòng cái con này cũng to lắm. Abino là mắt đỏ hả? Dạ, bản đặc trưng của Abino là dạ, mắt đỏ rồi. Tất cả các dòng bét luôn. Tất cả luôn anh. Từ cá cho tới igu hay bét. Dạ đúng, đúng rồi, đặc trưng Abino là mắt đỏ. Đẹp. Còn bạn này em? Còn bạn này là bạn Hoàng Bảo Yến anh. Hoàng Bảo Yến. Thì cái này thì hiện tại bây giờ là nó đặc trưng của Hồ Chí An mình luôn rồi đó. À. Dòng cá đặc trưng của Hồ dạ, Chí đúng An rồi. Hiện tại bây giờ là dòng cá đặc trưng của Hồ Chí An mình. Vậy là cá này mình bắt ở hồ ở về. Không. Cái này là cá em mua. Không mà em mua nhưng mà cái nguồn gốc của nó là cũng từ đó. Em nghĩ là như vậy. À. Tại cái nếu mà nó đúng luôn á là cái Hoàng Yến này là nó xuất phát từ Nam Mỹ anh. Xuất phát từ Nam Mỹ. Dạ. À. Nhưng mà em không biết sao mà ở Hồ Chí An mình nó có thể là người ta nhân giống hay gì đó. Ừ. Nhưng mà nó xảy hay gì xảy đó. Ra. Dạ đúng rồi. Nó rất là nhiều luôn. Dạ đúng rồi. Hồ Chí An mình giờ rất là nhiều. Sinh sản tốt quá. Mà dân ở Hồ Chí An thì gọi nó là cá hoàng đế. À cá hoàng đế hả? Dạ. Nhưng mà dân mà chơi lóc ở chơi cá à. Chơi cá cảnh á thì họ gọi nó là Hoàng Bảo Yến. Hoàng Bảo Yến. Nó rất là nhiều dòng anh. Cái dòng này là cái dòng phổ thông nhất. Phổ thông nhất. Dạ. Cái miệng nó ngộ ngộ ha, cái dạ, đúng cái rồi, đúng cái, rồi, đúng cái rồi. Cầm nó nó săn nó chứ. Săn mồi phải nói là cực kỳ tốc độ. Cực kỳ tốc độ luôn. Dạ, đúng rồi. Nhanh lắm.
Vậy cái con này, cái hồ này toàn là hàng săn mồi không? Dạ đúng rồi, tất cả cái, là săn mồi. Cái bé albino này nãy em nói là cũng là dòng săn mồi luôn. Dạ đúng rồi, tất cả là săn mồi hả anh? Ồ, hay quá ha. Rồi mình để chung những bé này với nhau, nó không có đánh nhau hả? Dạ đánh với anh, nếu mà, dạ đúng rồi. Nếu mà theo em á, theo em thì biết á, thì nếu mà anh để cá càng ít thì nó càng cắn nhau. À anh để càng nhiều là nó sẽ không có cắn nhau nữa. À, bên này kìm bên kia. Dạ, đúng rồi ha, kiểu dạng vậy á. Hay ha, anh này cái mỏ anh quá trời bự luôn nè. Còn cái bạn kia rất là đẹp luôn. Còn một bạn đâu rồi? Bạn màu đen này ha. Bạn đen này. À. Bạn này. Bạn đó là tai tượng châu Phi. Tai tượng châu Phi ha. Dạ. Đẹp quá các bạn. Nó đen thì lùi à, nhưng mà cái nó có những cái vảy cái chấm á, nó màu cam cam trắng trắng ha. Rất là đẹp luôn, rất là nổi bật luôn á. Ồ cái này mà đánh đèn là tối ngồi ngắm. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hai cái vây nó bơi đẹp quá. Mà nó đen mung luôn đó nha bạn. Nó rất đẹp tại vì cái màu sắc nó rất là rõ ràng. Chỗ nào tối là nó đen mung luôn. Còn không thì nó có những cái vảy vàng trắng lên và nó có ánh dạ quang, rất là đẹp luôn. Còn này rồng, cái này là cái gì em? Dạ. À con nói là con ngân long anh. Ngân long hả? Dạ đúng rồi, con nói là con ngân long. Con này là con cá rồng, dạng cá rồng mà dành cho người tập chơi anh. À là nó là ngân long. Ok các bạn, còn ở dưới đáy hồ. À đây chúng ta thấy mấy bạn cái bạn kia là bơi ở cái giống như là khu vực chính giữa ha, trung lưu nổi mặt nước. Còn ở dưới hồ hiện nay là có mình thấy có bốn bạn củ sừng. À, củ sừng hoàng đế. Củ sừng hoàng đế size rất là to. Còn lớn nữa không ta? Thì lớn anh. Size này mới có tầm 40 thôi, 4 mấy thôi. Nó còn to nữa, có những con nó đạt tới 50 năm mấy luôn. 50 năm mấy luôn. Dạ. Ừ. To. Bữa mình đi quay bên Quốc á, là Quốc có những con nó nhỏ thôi, nó size khoảng mười mấy 20. Đó, còn ở đây là thấy những bé to gấp đôi luôn. Nhưng mà như nó size nó lớn nó thụ động hơn. Dạ đúng rồi. Size lớn nó nằm hoài. Dạ đúng rồi, cái đặc trưng của cái dòng củ sừng này nó là như vậy. À. Là nó cứ nó đi nằm ở dưới mặt đáy. Dạ đúng, anh cho ăn thì nó sẽ bơi nó ăn, còn không là nó cứ nằm riết vậy đó, nằm hoài luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó bơi nó đẹp lắm, nó bơi đẹp. Anh thấy nó đẹp, nó uyển chuyển. Dạ, quá đẹp luôn. Cái hồ này là hồ chơi của lì ha. Đó, tất cả những dòng cá săn mồi luôn. Nếu mà để cao vậy chắc nó nhảy qua không được. Cái hồ này lớn quá, cái dạ đúng rồi. Nên là em để nước nó thấp đó. Hồi trước em lúc mà em chơi mới chơi cá rồng nó cũng lúc mà mua những con xe nhỏ về á. Mà cũng không có nắp, mà tối hình như con gì bay nghe nó nhảy ra ngoài sáng nằm dưới đất luôn. Trời, ổn à. Dạ cái lúc đó là mới tập chơi thôi. Ok các bạn, tiếp theo vô trong đây ha, trong đây cũng còn rất là nhiều đồ đã đây. À đây là những bạn mà size chung chung á hả? Dạ đúng rồi, đây là những bé size chung Yellow Centaurum. Ok các bạn, ở đây anh em nào mà muốn tìm hiểu về cá lóc có thể ghé Lì ha. Lì sẽ tư vấn rất là nhiệt tình cũng như là rất là nhiều đa dạng các dòng và giá. Mấy này là giá niêm yết của nó luôn đúng dạ, không? Dạ cái này là của cái lô trước thôi, em chưa có xóa. À chưa xóa lại. Dạ. Đó. Nhưng mà giá cả thì rất là hợp lý cho anh em tìm hiểu dễ chơi ha. Ví dụ như cái này mà mốt lớn mình nuôi chăm đồ dinh dưỡng tốt là mấy cái mảng màu này nó nổi bật lên. Dạ đúng rồi, nó nổi bật lên thì trên những cái sọc trên người của nó đó, thì sau này nó sẽ lên vảy như cái con hồi nãy mà em có giới thiệu đó. Đó thì cái lúc mà cá nhỏ thì nó sẽ như vậy thôi, nó sẽ là như vậy, nó chỉ là một cái viền đen nhỏ thôi. Nhờ đó thì khi mà nó trưởng thành mà cái với lại cái cách mình chăm sóc nó tốt á thì con cá nó sẽ lên được những cái vảy đó. Đó là đặc trưng của dòng vảy rồng, nó là như vậy. Có nghĩa là ngoài cái tố chất của con cá thì cái cách chăm sóc nó cũng sẽ quyết định cái độ đẹp của con cá đúng không? Chính xác. Quá hay. Đây, bạn này, đây là cái bạn nãy giờ anh thấy hình như là bự nhất ở đây. Dạ đúng rồi, bự nhất ở đây. Con này, con bé này là dòng bé trên hình trên nãy. Bé băng calabun, thiếu sáng anh. Bé này là bé băng calabun, size khoảng 72-73 vậy đó mọi người. 72-73, dạ. Rất là to. Thì cái cá nó to thì nó thường thụ động anh. Thụ động hơn. Dạ đúng rồi. Như cỡ size này á, mỗi lần em cho ăn á là ăn cái gì ta? Dạ em con này thì em thường cho nó ăn nhái nhiều hơn. Ăn nhái. Dạ đúng rồi. Một lần khoảng bao nhiêu con em? Đâu đầu nó lanh nó biết nó tầm mà 2 tới 3 con gì đó. 2-3 con. Dạ. Rồi anh biết chủ các bạn.
đang nằm vậy chủ khiều với lại là ảnh bơi liền. Nó tự liền bạc ha, các bạn thấy cái vây của nó từ, nó tưởng cho ăn. Dạ. Cái vây của nó là nó kéo dài từ phần đầu tới đuôi luôn ha. Vảy rồng luôn các bạn, vảy rồng đẹp không? Mấy cái viền vảy nó trắng lên á. Dạ đúng rồi, cái đó là cái đánh giá của dòng vảy rồng, nó cực đẹp. À, sẵn em nói ví dụ như 5 cái yếu tố đi, đại loại 5 cái yếu tố đánh giá một con cá lóc đẹp là cái gì ta? Dạ từ thứ nhất là cái form cá anh. Form cá. Dạ, thứ nhất là từ cái form cá, cái form cá là cái eo của nó. Rồi cái độ mà nó tương tác với mình. À, rồi cái hai là thứ ba là cái vảy. Vảy. À, đánh giá là vảy. Cái thứ tư là những cái thang, nó bao gồm có những cái thang điểm là ví dụ như là mình tương tác bằng tay, con cá nó theo. À. Hay là mình tương tác bằng một cái vật gì đó. À. Thì nó sẽ là đánh giá theo cái từng cái con cá như vậy. Ừ. Rồi thứ hai, thứ ba là màu sắc. Màu sắc. Dạ. Nó rất là nhiều yếu tố để đánh giá con cá anh. Ừ. Nhưng mà cái dòng vảy rồng này thì cái cách nuôi nó cũng rất là quan trọng. Cái nuôi quan trọng, có gì lưu ý không em? Dạ. Có gì lưu ý để cái cho lưu ý là em nghĩ cái quan trọng là cái pH nước. Cái pH nước. Ừ. pH nước phải thấp. À. Dạ, tại vì cái vùng đặc trưng của cái dòng vảy rồng này là nó xuất phát từ Indo. Nhưng mà Indo thì nó rất là nhiều núi lửa. À. Dạ, nên là cái pH trên trong nước của nó rất là thấp. À. Nhưng mà mình nên là em cố gắng em tái tạo được cái môi trường tự nhiên tốt nhất cho nó. Đúng rồi. Dạ, để con cá nó phát triển tốt nhất thôi. Hay quá các bạn. Tại vì đó mình nuôi một cái con bé nào á, mình phải tìm hiểu cái nơi xuất xứ của nó. Dạ, thì từ đó mình sẽ có một vài cái hướng là sẽ nó cần cái gì tái tạo cái môi trường cho nó phù hợp. Dạ đúng rồi. Thì khi mà chúng ta tạo cái môi trường sống nó đúng, nó lý tưởng đối với bé nó thì nó sẽ ăn uống phát triển sinh hoạt mọi cái. Dạ, rồi nó từ từ nó vô nề nếp ha. Đó thì điều lưu ý mà Lì muốn mọi người chia sẻ với mọi người á, là cái dòng cá này á, thì nó cần cái độ pH thấp thôi. Dạ đúng rồi. Do cái nguồn gốc của nó là từ Indo thì nhiều núi lửa đó, rất là hay luôn. Có nghĩa là đưa ra cái chia sẻ mà có cái nguyên nhân đồ đàng hoàng, nghe là nó logic. À, ok em. Còn bên này là dòng gì em? Dạ bên đây là dòng pháo hoa. Pháo hoa. Pháo hoa thì nó rất là nhiều loại. Cái dòng này là cái dòng pháo hoa da báo. Pháo hoa da báo. Anh thấy những bé mà nó có cái vảy mà nó có cái sọc trắng á, nhìn nó giống như nó múa quạt ra, lúc dạ, mà nó bung ra nó như cái quạt bung ra múa. Dạ, đẹp hơn. Còn những cái bé này thì nó chia nhau làm hai loại, hai. À. Mảng thì một mảng là ôn đới, với một mảng là nhiệt đới. À. Dạ, cái nhiệt đới là những cái dòng vảy rồng này đây. À. Còn những dòng ôn đới này thì những cái dòng này là anh đang quay đây là nó là những cái dòng ôn đới thì nó cần cái nước nó mát hơn. Dạ đúng rồi, nhưng mà nó đặc điểm của nó là nó rất là đẹp nha, nó màu sắc nó rất là nhiều. À. Nó rất là nhiều màu sắc, nó không phải là như cái bọn vảy rồng là chỉ có màu vàng hay màu đỏ. Ừ. Nhưng mà những cái bé này thì nó rất là nhiều màu sắc, nhưng mà cái điều kiện nuôi của nó thì nó hơi khó hơn cái dòng vảy rồng. Dạ đúng rồi. Khó hơn ở chỗ nước nó cần mát hả? Dạ đúng rồi, nước nó cần mát. Nếu mà ở đây để nước mát thì em xử lý bằng cái gì? Thì em sẽ cho nhiều sỏi nè. À. Thường thường anh thấy những cái hồ này của em thì em sẽ cho rất là nhiều sỏi vô để nó dạ. Nếu mà với lại cây xanh đâu này kia. À, nó làm mát cái nước. Dạ đúng rồi, nó làm mát cái nước. Nó sẽ ảnh hưởng được cái phần nào để nó giảm được cái nước xuống. Chứ mình đâu cần gắn cái máy lạnh rồi này kiểu. Dạ, đó nếu như có điều kiện hay là cái người chơi họ có để được cái hồ cá trong phòng. À. Thì cái đó là rất là tốt. Rất là tốt luôn. Dạ đúng rồi. Nói chung là tùy điều kiện, có điều kiện. Dạ, đúng rồi. Sắm cho nó một cái máy lạnh là phải nói là cái bé này là bé cũng là pháo hoa luôn. Pháo hoa mà pháo hoa đốm đỏ. Cái dòng này thì thật sự nó đang hot. Ừ. Anh thấy đẹp quá, anh thấy nó bung cái vây ra đẹp quá. Dạ. Ủa em, cái em nói tụi này là ôn đới thì nó nguồn gốc nó từ nước nào? Myanmar. Dạ. Ủa, Myanmar có ôn đới ta? Myanmar có, mà nó Ấn Độ cũng có. À. Dạ. Thì nó ở vùng lạnh. Dạ đúng vùng rồi, nó ở cái vùng lạnh. À, hay quá. Học luôn được địa lý các bạn. Ví dụ như một hồ mình nuôi hai bạn cá lóc rồi nó có quýnh lộn không ta? Dạ nó đánh anh. Đánh lộn. Đánh anh. Cái dòng thì hồi nãy giờ anh có nãy giờ mình có quay sơ qua đó thì một hồ là em chỉ nuôi một con thôi. Đúng rồi, nãy giờ anh thấy một con, có hồ này anh thấy có hai bạn, rồi anh mới đặt câu hỏi đó nè. Dạ. Thì chút xíu nữa là những cái cặp này là những cái cặp này là cặp vây xanh.
Vây xanh, vây xanh Việt Nam của mình nha. À, vây xanh Việt Nam. Dạ, là em đang ghép cặp hay sao? Dạ đúng rồi, em ghép cặp thì nó đang có sinh sản. Ồ, cái này là cá con của nó. Dạ, đúng rồi, cá con. Bột, rồi dạ, cá bột đúng dạ, không? Đúng rồi, cá bột ơi. Cá của nó hay quá ta. Size này là đã sinh sản được rồi. Dạ, đúng rồi. Cái size này cái cá cái này cái dòng mà ung đới này thì đa phần là nó size nó rất là nhỏ, nó không có to bằng cái dòng vây rồng. À. Cái tầm 30 tới 40 là hết rồi. Ồ. Thì nó chỉ nhỏ vậy thôi. Thì cái này khi mà bé nó làm sao em biết thời điểm nào đúng để em ghép cặp ta? Dạ, nói chung ra cái dòng lóc này ghép cặp nó rất là khó. Rất là khó luôn. Dạ đúng rồi. Đa phần thì sẽ ghép là từ nhỏ, nhưng mà tỷ lệ nó cũng cắn nhau cũng rất là cao anh. Ừ. À được, hai con trống mái nó cũng cắn nhau luôn. Dạ, trống mái cắn nhau. Thường thường đa phần là con mái sẽ cắn con trống. Mái sẽ cắn con trống. Dạ. Với làm sao em phân biệt được con nào mái con nào trống ta? Dạ, cái đó là nó tùy lắm, nó nhiều lắm anh. Thì nếu mà con cá mà nó đủ cái tuổi mà trưởng thành á là mình sẽ dễ hơn trong cái việc phân biệt nó. Ừ. Dạ. Thì từ cái vây kỳ đồ này kia rồi tới nếu mà cách tốt nhất để mình phân biệt nó là cái lỗ hậu môn của nó thôi. À, phải bắt ra ngoài coi. Dạ, đúng rồi, nó chính xác nhất. Còn à, mình coi trên cái thân cái phơm cá đầu cá với lại phân cái phơm kỳ đồ này kia á thì nó chỉ chính xác được 70% thôi. 70% thôi. Dạ. Nếu muốn chính xác luôn là mình phải bắt cá ra mình xem. Nếu vậy thì để phân biệt được giới tính của cá cũng là một cái đòi hỏi một cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức nhất định á, chứ không phải là đơn giản ha. Trong nuôi bét đó các bạn, có những cái loài bét á phải nói là cái phân biệt được giới tính cũng là một cái kỳ công á, chứ không phải đơn giản, nó không phải nhìn rõ ràng ra được. Ừ, bên này có bạn lớn lớn. À, ủa này con của này đẻ ra bao nhiêu lâu rồi được nhiêu đây ta? Dạ cái này nó cũng khoảng 2 tuần anh. 2 tuần. Có thể là em chuẩn bị em vớt nó ra rồi đó. Chuẩn bị vớt ra. Dạ, tách bầy được rồi. Tách bầy. Là mỗi lần nó đẻ bao nhiêu trứng? Dạ nhiều lắm anh. Đẻ nhiều rồi nó còn lại như đây á. Dạ đúng rồi. Tại cái này hôm bữa em chia bớt cho mấy bạn. À có chia cho mấy bạn rồi. Dạ. Anh thấy cái dòng cá này nó chăm con tốt quá ha. Dạ đúng rồi. Con cái dòng lóc này cái đặc biệt của nó là khi mà nó sinh sản á là mình không cần quan tâm. À, mình không cần quan tâm tới con của nó. À, là cái bố cá mẹ là nó sẽ tự chăm sóc con tự nó. Chăm sóc hay quá ha. Dạ, là những cái con cá con này nó sẽ ăn nhớt trên cái người của con cá cha cái cá mẹ. Ồ. Oh, dạ. Đến khi mà nó đủ cái size rồi đó thì lúc đó mình sẽ bổ sung là bò bo cho nó. À. Dạ. Đến lúc mà nó lớn khoảng tầm 1 xăng á thì lúc đó mình mới cho nó ăn trùng. Ồ. Oh, dạ. Hay quá các bạn thấy một đàn cá con bu quanh cá ba và cá mẹ ha, nhìn nó rất là ấm cúng luôn. Để lên cái lọc vàng cái, lớn cái khả năng chăm sóc con của cái dòng cá này mình ấn tượng. Ở nhà anh ở dưới Bình Dương có cái ao sao tới mùa là cũng thấy gọi là rồng rồng trồi nó bu. Dạ đúng rồi. Đẹp dễ cưng. Nè các bạn thấy nè, lì chia sẻ là các bạn cá con này sẽ bám theo ba với mẹ và ăn cái nhớt ở trên cái mình của con ba con mẹ ha. Mà người nuôi không cần phải chăm sóc gì luôn, cha mẹ tự chăm sóc hết. Giỏi quá, 10 điểm. Bên này có một bạn cá lớn hơn là nhìn dạ, cái này là cũng là, cái này là pháo, những là pháo hoa mà pháo hoa đốm vàng. Pháo nó rất là nhiều dòng vàng. Anh. Dạ. Cái size này nó cũng gần với lại là cái max size rồi. Gần max size luôn rồi hả? Ồ. Dạ cái con này nó size tầm 30 thôi. Mà con này hiện đại giờ nó size 26, 27, 28 gì đó. Ồ. Nó cũng cỡ đó thôi. Còn bên đây là những bé cầu vồng. Cái cặp này em cũng đang ghép cặp nè. À cũng đó. Đang ghép cặp này. Đúng rồi. Cầu vồng ngũ sắc. Là Black Heidi và một con nó nằm trong đây. Ở này ngoài ở đây em đã ghép cặp được những cái dòng nào rồi ta? Thì em đã ghép được anh rau nè. Black Heidi nè, nữ hoàng nữa, nữ hoàng cũng ghép được cặp nữa. Ồ. Dạ. Hay quá. Em đang ghép cặp pháo đỏ nữa, pháo đỏ hay cũng size cũng to. To. Mà nó nằm hồ ngoài á. Ồ. Và bé này nè. Cái bé này là cái bé mà cá lóc lớn nhất, có thể nói là hiện tại là nó là cái bé cá lóc lớn nhất thế giới. À cái dòng cá lóc dạ, lớn đúng nhất rồi. Thế giới. Cái dòng cá lớn nhất thế giới nó là dòng mắt bò Mekong. Mắt bò Mekong. Ồ vậy là nó thuộc Việt Nam mình hả? Không, nó thuộc nó nhiều nhánh lắm anh, có thể là Lào nè. À. Campuchia cũng có. Theo cái dòng sông Mekong. Dạ đúng rồi. Nó có trên mạng á, hoặc là họ em tham khảo thì nó có đánh bắt được một con dài tới 1m8. Ồ đúng rồi. À đúng rồi, anh thấy lâu lâu mà tụi người Tây đồ này nọ nó dạ, hay chơi rồi. Nó câu mấy con mà nó cầm dạ, bự khủng khiếp. Là bé mắt bò này đây. Ồ nếu mà ở ngoài tự nhiên nó bự cái đó nó gặp con người nó dữ không ạ? Không, thường nó thì nói như vậy thôi, mình thấy nó to vậy thôi, thực sự là nó gặp người sao mà nó bỏ nó chạy liền. Đúng rồi. Nó sợ chứ.
quá bự đẹp, mà như nó trên người nó có những cái chấm chấm. Dạ, đúng chấm rồi. Chấm nữa đó là dòng đặc trưng của mắt bò anh. À, đặc trưng của mắt. Dạ, bò mắt, là có nhiều chấm. Dạ đúng rồi, mắt bò là nó sẽ có từ chấm khắp thân nó luôn. À, từ trên vai cho tới vai trên, vai dưới cho tới thân người, nó tất cả là có chấm hết, là cái đó là cái dòng đặc trưng của mắt bò. Quá đẹp luôn. Mình nói chung thì ở đây, tại đây là shop thì cái không gian này ánh sáng nó cũng tràn vô nhiều á thì nó tốt cho cá ha các bạn ha. Tuy nhiên thì có khi lên hình nó sẽ không có bắt mắt lắm. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà trong cái không gian hơi tối và chúng ta đánh đèn đồ này nọ, mình đã từng thấy rồi, phải nói là những cái màu sắc nó lên. Dạ đúng rồi, rất là nét luôn, rất thì là đẹp. Thực chất mà chơi cá thì con cá của anh nó đẹp đi, nó đẹp khoảng 50% đi. Ừ, mà đèn nó chiếm yếu tố rất là cao. Đúng rồi, cái đèn nó đánh bật lên. Dạ đúng rồi, tương phản đồ các thứ rất là đẹp luôn các bạn. Dạ, đúng chính xác. Giờ bên đây là em có một cặp nữ hoàng em ghép rồi đây. Này là thế giới cá lóc luôn các bạn. Đây, đây là cặp nữ hoàng nè. Đó, là cặp nữ hoàng một cặp lên. Còn một con nó bơi đâu cũng được. Em cũng đang ghép cặp á hả? Dạ em ghép được luôn anh. Cặp này là đây, một cặp luôn. Hay quá. Làm mấy cái hồ bỏ mấy khúc lũa này vô rất là tự nhiên các bạn. Đúng giống rồi, như cái lòng sông đồ này nọ ha, có khúc lũa rất là đẹp. Cái này mấy bé nó là một ngày nào cũng cho ăn hay là em? Dạ, đúng ăn rồi, các ngày sao? Dạ, em là ngày nào cũng cho ăn hết. Dạ, cá thì ngày nào em cũng phải cho nó ăn, để nó đói thì cũng tội. Thao tác cái cũng đơn giản hả? Dạ đơn giản anh, cực kỳ đơn giản, cho ăn được cực kỳ đơn giản mà. Hay. Thì bên em là có những cái từ dòng nhỏ cho tới dòng to luôn. Từ size mini cho mấy bạn tập chơi cho đến những cái size mà to. Là bên em là có đầy đủ hết. Có hàng gọi là những bộ gen xịn cho sưu tầm rồi. Dạ đúng rồi, có hết đúng không? Ở dưới đây là mấy bé anh rau đây, mấy bé anh rau size mini. Size mini á. Dạ. Cỡ dạ, size này nuôi là khỏe chứ ta? Dạ, em đảm bảo là khỏe, nó không có vấn đề gì đâu. Nếu mà mình chỉ cần nuôi đúng cách thì cái vấn đề đó em hỗ trợ được. À. Dạ, thì nó chỉ cần lọc đồ này kia thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái nắp đậy. À. Cái quan trọng cái yếu tố đầu tiên để cho mình chơi lóc là quan trọng nhất vẫn là cái nắp đậy. Thiết kế nắp đậy. Dạ, còn cái bản thân con cá lóc là một cái loài cá khỏe mạnh. Dạ đúng rồi, dễ chăm. Dạ, sống. Điều kiện nó không có quá cầu kỳ. Dạ đúng rồi. Các bạn ha. Và kích thước nó có dòng cũng rất là khủng. Đó, màu sắc thì cũng rất là đẹp. Dễ chơi các bạn, dễ tiếp cận. Ví dụ như cỡ mấy bé mini này em chia cho các bạn là thì nó tầm khoảng 200 mấy con anh. 200 mấy con. Dạ. Quá dễ chơi. Ví dụ size chung chung cỡ này thì tùy theo cái con cá. Ví dụ như đã hai cái con cá anh thấy cái con này là cái con bé là F size nè. À, đó, nên thấy là cái size nó nhỏ hơn cái con cái bên đó. Ừ, nhưng mà nó màu nó có, nó lên màu, màu có mà viền vảy đồ này kia, những cái form trên nó form cá nhìn từ cho cái vây trên vây dưới nó đen hơn, nó sậm hơn. Là chứng tỏ là cái con cá nó già hơn. Nó già hơn. Dạ đúng rồi, già hơn thì nó sẽ có giá trị hơn. Nó già hơn mà cái size nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì con cá nó sẽ lên đẹp hơn. À, cái chi tiết nó lên nét hơn. Dạ, đúng rồi chính xác. Cái tay bơi, từ tay bơi cho tới gì luôn. Thật ra trong bất kỳ cuộc chơi nào các bạn, nếu mà chúng ta tìm được một người hướng dẫn á mà nó có tâm á, giống như là chỉ cho tụi con biết thế nào là đẹp đó, chơi sao đúng cách thì rất là quý luôn các bạn. Còn không là đóng học phí cũng hơi mệt ha, môn nào cũng vậy. Dạ đúng rồi, đóng học phí cũng hơi cao à. Đó, nếu mà gặp được đúng người dẫn dắt á là tuyệt vời luôn. Đây là cái size tương đối lớn chút xíu ha. Dạ, cái đầu dòng đó cái dòng nhiệt đới anh. Nhiệt đới hả? Dạ. Dòng đó là cái dòng zombie. Dòng zombie là cái dòng hồi nãy mà mình có quay sơ cái con to mà đó. Zombie dạ, đó các bạn. Nên là nó cũng cái dòng này cũng ít. Tại vì cái dòng này em nhập về nó cũng khó lắm anh. Lâu lắm rồi mới có hàng á. À, zombie là nó cũng vảy rồng đúng không? Dạ đúng anh. Ừ, dạ nó là dòng vảy rồng. Như cỡ này thì là bao nhiêu một bé? Cái con bé này thì là em đang bán là 699.000 ở trên web á. Là à, nhưng mà đang giảm 10% nữa trong cái tháng này. Ồ, có hỗ trợ cho anh em tìm hiểu luôn. Dạ, quá hay.
quá đẹp luôn các bạn. Ở bên này mình thấy có một hồ củ sừng nữa nè. Dạ, cái này là của cái hồ này là của nóc nhà của em. Nóc nhà. Nóc nhà. Cái hồ này là em làm gì làm là không được đụng tới cái hồ này. Ờ có. Nóc nhà là trên hết rồi. Dạ. Có hai bạn albino các bạn. Albino mắt đỏ vàng á. Đó. Đó các bạn thấy lúc mà nó nhỏ thì nó lanh hơn và bơi rất đẹp ha các bạn ha. Dạ đúng rồi. Bơi rất là đẹp luôn. À. Giống như là có thể gọi là giống như là khi con cá nó trưởng thành rồi là nó hết trẻ trâu rồi anh. Hết trẻ trâu. Nó hết trẻ trâu rồi. Đầm tính lại rồi. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. À, đẹp chưa? Ok em, à, em giới thiệu cái dòng thức ăn bên mình luôn. À dạ. À, thì Lì cũng có tự coi như là sản xuất ra cái dòng thức ăn đâu ạ, à, để phục vụ cái thú chơi của mọi người ha, đem tới cái sự tiện lợi, à, cũng như là một số người ta không có thời gian cũng như là ngại cho ăn đồ tươi á thì có thể sử dụng cái thức ăn này ở đây. À. Ở đây là ba mẫu tép sấy của bên Lì. À thì nó một cái dòng red thì nó dành cho màu đỏ, mà dòng yellow thì nó dành cho màu vàng. Oh. Còn cái dòng blue này thì nó sẽ dành cho những cái bé mà có sắc tố xanh. Xanh. Dạ đúng rồi. Oh, thì hay quá. Ba sắc tố ba cái loại này. Oh, cho anh mượn với. Dạ. Oh, các bạn ơi, cái thức ăn này á là từ con tép tươi mình sấy ra ha, chứ nó không phải là mình nãy mình không có biết rồi mình tưởng là dạng cám đồ dạng này nọ. Yeah. Nhưng mà là nguyên con tép sấy ra luôn. Đó. Thì tại vì cái dòng này là nó dòng săn mồi, nó ăn cái mồi là cái mồi tươi thôi, nhưng mà để cho tiện lợi cho mọi người rồi này nọ các thứ nhiều yếu tố khác nhau thì bên cửa hàng của Lì là có sấy khô đó, thì có ba hồi nãy giờ chúng ta được giới thiệu là nó có dòng màu đỏ, dòng màu vàng cũng như là những dòng màu xanh, thì những cái thức ăn này nó tùy theo từng dòng nó sẽ hỗ trợ cái màu sắc của cái con cá nó sẽ được đẹp hơn. Ok quá hay luôn. Như một gói này là bao nhiêu em? 65.000 anh. Một gói này 65.000, trọng lượng là 60 gram ha. Dạ đúng rồi, 60 gram. Đó. Và em có kèm theo là cái nước để dưỡng cá nữa. Nước dưỡng cá. Ờ, khi mà các bạn mà mua đơn trên 1 triệu thì Lì sẽ tặng kèm nó. À. Tặng kèm nó. Còn cái này tỷ lệ pha làm sao em? Tỷ lệ pha là một chai này là em cũng có làm nhiều clip về nó. À. Dạ. Một chai này là sử dụng trong 200 lít nước. 200 lít nước. Dạ, 200 lít nước trong cái hồ, trong phạm vi cái hồ này. Ví dụ như cái hồ này là bao nhiêu lít nước ta? Nếu như anh tính cái hồ thì anh sẽ lấy chiều dài. À. Nhân cho chiều rộng và nhân cho cái chiều cao của mặt nước. À. Rồi anh chia cho 1.000 là nó sẽ ra cái mực nước. Ừ. Cái nước của cái hồ mình thể tích á. Dạ, thể tích nó bao nhiêu. Ừ. Hàng kia nãy giờ anh thấy có những cái hồ nước nó hơi vàng vàng là dạ, cái này đúng không? Dạ đúng rồi, tất cả hồ của em là em đều sử dụng cái sâm này hết. À, sâm hả? Dạ đúng rồi. Ồ, có lý. Nó là sâm nha, nó là sâm, nó 100% không có lá bàng. Ồ, sâm đen nha các bạn. Hồi nãy mình thấy mấy cái hồ cái màu nó hơi vàng thì mình lúc đầu á mình nghĩ là tại vì Lì nói nó không cần quá sạch sẽ, nước nó hơi đục nó sẽ tốt hơn, thì mình nghĩ là do chất lượng nước nó như vậy là ổn thỏa, nhưng mà sau khi được giới thiệu mình mới biết là Lì ở đây là sử dụng cái này nó dưỡng nước nè. Dạ, tốt cho con cá. Một chai này nếu bán là bao nhiêu em? À, em đang bán là 75.000 một chai anh. Ồ, chai này là một lít chai pha được 200 lít nước ha các bạn ha. Về các bạn cứ tính thể tích hồ mình ra rồi biết đổ bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà nếu mà lố chút thì cũng không sao. Dạ, không sao, không sao, sao nói chung tốn, là tốn tiền thôi chứ không sao. Tốn tiền thôi nhưng mà tuyệt đối an toàn ha các bạn ha. Tuyệt vời. Hay quá. Mình đam mê cái gì đó xong rồi mình tìm hiểu nó, mình cho ra những cái sản phẩm nó liên quan phục vụ cuộc chơi thì rất là hay luôn. Tuyệt vời. Ok các bạn. Dạ đúng rồi. À, nó tác dụng của nó là gì ta? Cái tác dụng của nó là nó hỗ trợ con cá nó sẽ phát triển màu anh. À. Cái chất lượng nước nó cái sâm này nó sẽ hỗ trợ được cho con cá nó phát triển là nó ổn định, nó không chết. Không chết. Dạ nó không chết, nó ổn định cho nó con cá nó sẽ tốt hơn. À. Nó giống như là có thể nói là em tái tạo cái nước này để em tái tạo cái môi trường nước tự nhiên cho nó đó. Gần như tự nhiên. Dạ đúng rồi, nó có thể hạ pH. À, hạ pH xuống. Dạ. Thì nó sẽ tốt hơn, tại vì em cũng thử nghiệm rất là nhiều rồi. Thì nó em bán rất là nhiều cái này rồi. Đó, là nó tái tạo được cái môi trường tự nhiên là giúp con cá nó rất là thoải mái. Thoải mái tinh thần. Dạ, ví dụ như con cá tại vì cái dòng lốc này đó, nếu mà
mình mua thì nó rất dễ, nếu mà con cá không được dưỡng khỏe thì anh mua thì nó sẽ hay bị nằm lắm. Con cá nó nằm, nó nằm riết luôn. Rất là chán. Thì nếu mà mình sử dụng cái nước này nó sẽ hỗ trợ được cái vấn đề đó. Hay quá. Rồi nó có hỗ trợ phòng chống bệnh tật gì? Dạ có chứ anh. Thì nói chung là cái nước, cái chất lượng nước của mình tốt thì không có bệnh nào đâu. Chất lượng nước tốt thì cái sức đề kháng của con cá nó khỏe. Dạ đúng rồi. Nó sẽ không có bị nhiễm cái bệnh nước tinh. Còn sức đề kháng nó yếu thì đâu. Dạ đúng rồi, sức cái đề kháng đồ nó xâm nhập vô mắc bệnh. Dạ đúng rồi, chính xác. Quá hay luôn các bạn. Tuyệt vời. Mình bắt đầu mê cá lóc, sao đi review chỗ nào là mê con đó. Ok, vấn đề về cá lóc á, thì nãy giờ anh em mình cũng đi vòng vòng giới thiệu với lại các bạn rồi ha. Thì bạn nào mà có cái hứng thú muốn tìm hiểu về cái dòng cá lóc này có thể liên hệ với Lì. Thì em chắc cũng có kênh riêng rồi hả? Dạ, dạ cũng có anh. Thì em cũng có web với lại cái kênh thì em chưa có nhiều đâu. Dạ, em có thể giới thiệu với mọi người, ví dụ như giờ mọi người muốn muốn tìm hiểu, muốn chơi và liên hệ với em như thế nào? Dạ thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu về lóc thì cứ ghé qua bên em. Và cái web của em cứ là alithegiocacanh.com. Và liên hệ trực tiếp em là Facebook Lì Cá Cảnh. Dạ, Lì Cá Cảnh. Còn các bạn muốn tới shop thì các bạn cứ thiệt Google ha. Ali Thế Giới Cá Cảnh là sẽ ra tới ngay chốc luôn. Dạ, đúng rồi. Ngay chân chỗ này luôn. Ok các bạn, thì mình tới đây mình vừa bước vô là mình thấy ô anh em đồng môn rồi, có nuôi một bé igu nữa các bạn, thì cũng mới bắt đầu tìm hiểu luôn. Thì Lì bắt đầu tìm hiểu một bé rin, thì giờ mình ra mình coi Lì cũng đang gặp một cái vấn đề nó hơi nhỏ nhỏ và đang quá trình tìm hiểu, chưa hiểu nguyên nhân tại sao nó đang như vậy. Thì giờ chúng ta cùng đi ra cái chuồng chỗ igu của Lì. Dạ cái này thì em nhờ anh Nam hỗ trợ cho em chứ cái này. Okay. Cái này thì em cũng mới tập chơi thôi anh em. Mình mỗi người một cái lĩnh vực. Đây là một bé nó đang lột da ha các bạn ha. Đây là một bé rin, bé đang lột da. Thì mới vừa nhìn sơ qua là anh thấy nó bị nấm em không? Dạ. Nếu mà chỉ bị nói em đang nói về da là những cái đốm đốm nấm nấm này nè. Dạ. Đó, anh thấy không? Nó bung mờ hết rồi nhưng mà nó không lột ra được. Dạ. Đó, thứ nhất là nó bị nấm. Thì những cái chân nấm á, những cái nè em nhìn, trên cái da nó có hột hột nè. Đó. Dạ. Đó, những cái này nè thì nó làm cho cái da nó không có bung ra được. Thì con bò sát cụ thể là con igu á, mỗi lần lột da nó lớn, nó mà nó phải lột da được thì nó mới cái thần thái nó mới thoải mái được, nó mới khỏe mạnh được. Dạ. Nó không lột á là nó sẽ bức bối khó chịu lắm. Trong quá trình lột da thì nó cần được nghỉ ngơi. Dạ. Hạn chế bắt nó. Dạ. Để nó lột xong á thì nó mình mới đầu mình tương tác. Khi nó lột xong là nó lớn lên. Dạ. Con bò sát thì mỗi lần lột da nó sẽ lớn lên. Và lúc đó là nó khi nó lột xong bộ da màu sắc nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Cộng với lại nó sẽ năng động, nó ăn uống ở ngoài tự nhiên. Trong quá trình lột da là nó sẽ trốn ở một cái chỗ nào đó yên tĩnh, nó nằm ở trong đó nó lột da. Dạ. Nó kiểu giống như con rắn, con chăn nào. Dạ. Cũng dạng vậy á. Đó. Đó thì bé này anh thấy trước mắt á là cái da nó bị nấm. Đó thì may quá, lát anh đi chỗ kia giao hàng. Đó anh sẽ tặng em cái chai này. Dạ. Cái chai này là cái thuốc trị nấm nè, phòng ngừa bị nấm. Dạ. Và nó giống như là lotion dưỡng da vậy. Dạ. Con igu thì nó lột da liên tục, cứ mỗi lần lột da là nó lớn lên, nó khỏe hơn, cái thần thái nó mạnh mẽ thoải mái hơn. Dạ. Ăn uống nhiều hơn. Nếu mà nó không lột da được á là nó không lớn được. Dạ. Mà từ từ nó sẽ bị đẹp luôn, rồi nó sẽ mình mẩy, nó không có thoải mái tinh thần, rồi nó kém ăn, nó bỏ ăn từ từ. Dạ. Có thể nó bị stress luôn. Thì cái cách sử dụng này á, là mỗi ngày em cứ xịt một lớp cho anh. Em cứ xịt một lớp toàn thân cho anh. Mới, chai mới bơm lên từ từ nó lên. Đó. Rồi mỗi ngày em xịt một lớp toàn thân vậy cho anh. Là nó sẽ diệt những cái nấm này. Nó chết. Dạ. Đi. Mỗi lần xịt là một ngày xịt một lần thôi anh. Mỗi ngày xịt một lần, mỗi lần khoảng mấy nhét thôi cho nó. Tại vì cái ti này nó rất là mịn. Dạ. Để anh bơm lên từ từ. Bạn nào mà mua cái chai này do mới á các bạn, thì nó chưa có bơm cái hơi lên, thì chúng ta làm mạnh mạnh, từ từ nước nó bơm lên. Cái này nó rất là an toàn, em có xịt vô mắt vô đồ thì nó cũng không có vấn đề gì cả ha. Nó rất là mịn đó, em cứ xịt toàn thân một lớp, một ngày một lần vậy thôi. Yeah. Là nó sẽ diệt cái nấm luôn, rồi nó sẽ hỗ trợ lột da. Nói chung cái này trong quá trình chăm sóc igu là nên xịt mỗi ngày một lần.
nó sẽ phòng ngừa bị nấm. Dạ là ngày nào cũng phải sạch hết, không đúng cần rồi. Phải lúc nó đang lột đúng không? Đúng rồi, ngày nào nó mình cũng nên sạch hết là nó phòng ngừa bị nấm. À, có nấm nó điều trị, và cái quan trọng nhất là nó là lotion dưỡng da. Dạ. À, nó giúp da có độ ẩm, lúc nào da nó cũng có độ ẩm tốt, nó cân bằng được thì nó hỗ trợ lột da tốt hơn. Dạ. Lột da nhiều thì đồng nghĩa là máu lớn, tinh thần sảng khoái, đẹp. Đó, thì trước mắt là anh nói về da. Cái thứ hai là anh gờ bé của em nó hơi nhão người. À, hơi bị nhão. Nhão này thì nó liên quan tới vấn đề tiêu hóa. Dạ. Nó khi mà nó tiêu hóa nó không có ị được á, là đầu người nó sẽ bị nhão thịt ra. Đó, thì cái này em ra thuốc tây á, em mua cái men tiêu hóa dạng nước á. Dạ. Cái ống á về em cho bé nó uống 3 ngày liên tục. Mỗi ngày uống một lần. Như cỡ size này uống một lần khoảng 5 giọt. Thì em cho bé nó uống xong á, cái thuốc á, em bỏ vô ngăn mát, ngày mai em xài tiếp được. Dạ. Mà uống đúng 3 ngày thôi, không uống qua ngày thứ tư, tại vì nhiều quá nó cũng không có đào thải ra được. Dạ đúng rồi. Đó, xong rồi mỗi ngày á thì em ngâm mắm đó. Ngâm mắm hả? Em pha nước thấp vậy thôi. Dạ. Nước cỡ cm em cho nó nằm thôi. Nó nằm, tại con này á, nó có thói quen là nó đi vệ sinh trong nước. Con này nó đang bị rối loạn tiêu hóa, nó không có đi ị được. Dạ. Nó không có thải được, giống như sáng anh vô anh thấy nó ị một miếng urat. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trong này nó vẫn còn nè. À, thì em ngâm ấm nó để kích thích nó đi vệ sinh. À, cái hành động ngâm ấm là để theo cái tập tính của nó hay nằm trong nước để nó đi vệ sinh ra. Thì mình ngâm để mình thấy nó, để thứ nhất là mình hỗ trợ cho nó thải cái chất thải ra. Yeah. Cái thứ hai nữa là khi nó thải ra mình nhìn vô cái phân á, thì mình sẽ thứ nhất là mình biết cái phân nó tốt hay phân xấu. À, và mình theo dõi được nó có đi phân ổn định hay không. Thì anh em mà nuôi gu, nếu mà nuôi một con hai con á, thì mỗi ngày người ta ngâm ấm vậy á, để người ta theo dõi coi con bé mình nó có đi vệ sinh hay không. À, nếu mà hôm nào không đi vệ sinh mà 3-4 ngày đó đầu phải lo lắng, phải xử lý. Yeah. Sợ nó bị vấn đề tiêu hóa. Tụi này nó hay bị lắm. Đường ruột nó rất là dài, nhiều khi nó ăn nó đi vòng vòng nó kẹt cái đó. Hoặc là có những con nó cái cơ quan chức năng nó chưa có hoàn thiện. Cái đường ruột nó khúc cuối nó bị dính. Yeah. Nó không có thông. Nó giống bị hẹp. Yeah. Đó, cho nên là mình phải theo dõi, mình coi sóc rồi này nọ thứ. Thì trước mắt á là anh thấy cái nấm là có hướng xử lý rồi. Yeah. Cái này thì em mua men tiêu hóa và em ngâm ấm cho bé đó. Ok, chút xíu nữa em sẽ làm liền. Ok em, với lại nữa em cho bé nó ăn rau muống hoặc rau muống hình cải ngọt nó sẽ ok hơn salad nó nước không à, nó không có chất gì trong đó trên á. Dạ. Thì nó cũng dễ bị rối loạn tiêu hóa lắm. Dạ. Nó dễ bị đi phân lỏng lắm. Dạ ok. Đó. Ok em, bé này rất cũng còn rất là lanh á, nó mà lột xong cái lớp da này là nó sẽ lanh hơn. Các bạn thấy da thì nó giống như nó bung ra ngoài rồi ha, nó bạc màu rồi, nó nổi lên cái da nhưng mà nó vẫn dính ha. Đó, ví dụ như này nè, nó vẫn dính lại, còn nếu mà nó bong luôn á là đụng tới đây là nó như tờ giấy nó bay luôn. À, chỗ này nó vẫn dính lại nè. Đó. Thì cái này mình không có nên mình không lột, không nên lột á, da nó bị nham nhở đó. Dạ. Lâm nham nhở. Ok em. Thì giờ anh em mình trao đổi. Dạ. Anh không biết gì về cá lóc anh nhắn em không biết gì về Igu em cứ nhắn anh. Dạ ok anh. Anh em mình chia sẻ thông tin cho nhau. Đó. Mới nhập môn Igu nhưng mà mình dụ cho lúng luôn. Ok. Ok em cảm ơn Nam. Rồi ok em, đây là Nghĩa nè các bạn. Nghĩa cũng chơi bò sát, rồi cũng chơi Igu. À, nói anh Nam ơi, mày lên hết đất Nam ơi. Ok em. À, Nghĩa thì có một con Red Albino ha. Đó. Mới vệ sinh trong đó đó hơi dơ. À, hơi dơ. Ok các bạn, thì Nghĩa cũng có một con. Thì sẵn đây anh cũng tặng em một chai này. Để nãy giờ cái công dụng của nó như thế nào thì anh cũng có chia sẻ với Lì rồi đó. Thì em cứ sử dụng vậy. Ok em. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay rất là nhiều năng lượng tích cực ha. Được tham quan một cái cửa hàng cá rất là đẹp luôn. Độc lạ, cái dòng cá săn mồi cá lóc ha. Chana, ok. Mọi người cần tìm hiểu gì về cá lóc thì cứ liên hệ với lại Ali Thế Giới Cá Cảnh. Facebook hồi nãy giới thiệu rồi, còn cửa hàng thì các bạn cứ Google Ali Thế Giới Cá Cảnh là tới ngay chân chỗ này luôn. Rất là dễ đi ha các bạn ha. Đường rất là dễ đi, không có khó đi. Mình quẹo một cái quẹo là vô luôn rồi. Ok vậy thì buổi sáng mình thấy hít đất đúng không? Dạ. Ăn sáng chưa? Rồi. Hôm qua em nói em hít được mấy cái. Hôm qua em cố gắng lắm rồi 6 cái. Trời, 6 cái đây làm hơn nữa. Ok em. Dạ, hít dạ. Đất với anh vui cái nha. Dạ, ok anh. Mình tạo cái không khí cho mọi người vừa vui chơi rồi tìm hiểu thêm được kiến thức, rồi cũng có rèn luyện thể thao nữa. Ok vô. Hít, có mấy bạn cho hít đất luôn nè. mấy bạn chó bây giờ nó biết mình đang làm gì vậy. Ok các bạn, quá là vui luôn. Hy vọng những giây phút nãy giờ là giúp cho mọi người vui ha, có tinh thần sảng khoái để bắt đầu một ngày mới. Bye bye.